Yêu nhà đấy, Trần nó nóng. Dạ. Để lấy ghế đó. Bé nằm đây hả? Dạ. Chị vào đây nó chơi nào. Bé là bao nhiêu tuổi rồi bà? Dạ cháu năm nay cháu 15 ạ. 15 ha. Bà ngồi đi, bà ngồi đi. Dạ, bà ngồi xuống giường đi bà. Bà ngồi ghế đi bà chứ con thấy bà cũng lớn tuổi bà rồi. Rồi thưa mọi người, đây là một cái trường hợp mà em bất ngờ được một cái bác hàng xóm ở huyện Đức Linh, Bình Thuận giới thiệu. Bác Trần Trung Can. Bác Can ha, dạ. Thì theo em được biết á, bé tên là Phi Long. Dạ, bé Phi Long. Trần Phi Long ha. Bé Trần Phi Long là bị một cái căn bệnh này là ngay từ lúc mới lọt lòng luôn hả bà? Dạ. Dạ, căn bệnh này chắc là bại não. Mới thì bây giờ là chỉ có một mình người bà chăm sóc thôi. Bà cũng lớn tuổi, bà chắc là hơn 80 rồi đúng không? À, năm nay bà 83 rồi. Dạ. Với là nuôi cháu 15 năm nay đấy. Dạ. Bố cháu thì chết, mẹ cháu thì có cuộc sống của mẹ cháu rồi. Bố mẹ bỏ, bố chết mẹ bỏ đi. Dạ. Mẹ thì không bỏ đi nhưng mà có cái cuộc sống đấy. Có về thăm bé không hay là có ạ? Một năm thì một lần mẹ cháu về ạ. Một năm về một lần. Vâng, cũng có đài là bé này là không có anh em gì hết, chỉ có một mình thôi. Mỗi bố cháu là mới đều có mỗi một mình cháu là đầu. Ừ, rồi xong mà mất ba là bà nội. Vâng, người ta cái bọn cùng đồ nó giết đi. Rồi. Hồi anh mất chắc còn trẻ hả bà? Bố cháu mất là bố cháu 32 mà năm nay là bố cháu 13 năm rồi. 13 năm rồi. Là năm nay mà còn là 45. Ừ. Vâng. Bé này là vừa sinh ra đã bị cái bệnh này, mình có đi chữa bệnh đâu không ạ bà? Có bị nhưng mà đi chữa nhưng mà không được. Ừ. Dạ. Đi chữa nhưng không được. Dạ. Giờ là chỉ nằm một chỗ vậy thôi chứ dạ. Đâu cháu là cứ nằm chỗ vậy xong rồi là cứ mà lúc lại chở cho cháu, lúc lại chở cho cháu. Vậy về bà mình lấy cái tiền sinh hoạt phí đâu mà mình lo cho bé bà? Dạ. Mình lấy tiền đâu mình lo chữa bệnh cho bé rồi còn lo ăn uống hàng ngày nữa. Ừ, bây giờ có cô nó về đây cô nó trông non rồi thì để cô nó làm đùng quanh kéo chí xác để thôi được. Có thế nào thì là nên như vậy. Hả? Thì có thế nào thì nên như vậy. Về mẹ cháu thì một năm là mẹ cháu phụ cập và cho tí chút, ít chút. Đấy. Rồi trước giờ mình đi chữa bệnh là tổng cộng bao nhiêu bệnh viện mình nhớ hết không? Cho cháu ạ. À? Dạ. Đi hết bao nhiêu bệnh viện rồi? Cho cháu đi bệnh viện thì bố cháu còn với lại các cô các bác cho đi thì cũng phải mấy bệnh viện, còn cái bệnh viện ở huyện mình đây thì cũng nhiều lượt lắm. Rồi tư ở mình đây là cũng cho cháu đi cũng nhiều lượt lắm. Cháu thì không ngày nào thì ngày cháu không phải thuốc, ngày nào cháu cũng phải thuốc. Ăn uống thì sao bà? Ăn uống là bây giờ cháu không ăn được cơm. Ừ, không là cơm được. Cứ phải đút cho cháu. Đút cháo hay là đút cháo? Cháu ăn cháo rồi uống sữa. Yeah. Sữa thì mình mua sữa hộp hay là sữa gì bà? Sữa hộp ạ. Sữa hộp cũng có, rồi sữa bịch cũng có. Rồi cháo người ta cứ nấu cháo dinh dưỡng á. Ừ. Là mua về cho cháu. Bé nó có nhận thức được không bà? Kiểu như biết bà biết. Cháu thì tai cháu thì thấy vui là cháu cười. Thấy vui cười. Nhưng mà mắt cháu không nhìn thấy. À, mắt là coi như là bị mờ luôn, hai mắt. Mờ luôn, nó giật sao mà nó tái biến như nào. Yeah. Thế là cháu chỉ có thính tai. Yeah. Khoảng bao lâu thì lên cơn một lần, kiểu như là cơn bệnh đó bà, kiểu như co giật rồi đó. Dạ. Co giật thì khi nào thì bé lên cơn? Thì bây giờ là coi như vậy là bất thường, nhưng mà hễ thấy có tiếng xe mà nó tí cái này thì là cháu kịp cho một trận cái tiếng sợ, đấy người sợ. Nhưng mà còn cái thuốc đấy là cứ phải nương cho cháu. Đấy, cái thuốc đấy là cứ nương cho cháu. Rồi cháu thì từ đầu năm bây giờ cháu cứ chọi mặt. Thế cho nên là khổ, thấy thương cháu quá nên bây giờ biết làm sao được đâu. 7-8 tuổi nó giờ đâu có biết cái gì đâu. Có khi nào mà hai bà cháu bị bệnh cùng lúc không? Bà bị bệnh rồi sao? Ôi vậy bà thì coi như vậy, cháu thì chuyên môn rồi, còn bà thì cũng cứ thỉnh thoảng lại phải đi viện, còn thuốc hai bà cháu cứ nương ở nhà vậy. Rồi tối trái gió trở trời không có người khác phụ bà hả? Thì có cô nữa. Dạ. Nhưng mà cháu thì cháu cũng ngoan, thì lúc nào bà mày thì cô nó trông non. Dạ. Bà cho con hỏi là bà tên đầy đủ là gì bà? Dạ. Bà tên đầy đủ là gì? Tên bà. Dạ tên bà. À, Trần Thị Két. Trần Thị Két ha. Dạ. Mình là bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 83. Dạ, bà Trần Thị Két 83. Mình nghe giọng bà chắc là quê gốc ở miền Bắc. Gốc ở Thái Bình. Dạ. Vô đây sống lâu hả bà? Vô đây là bà từ năm 79. Dạ. Dạ. Bà vô đây là từ năm 79 mà gốc bà là ở Thái Bình. Cho con hỏi cái là bố của bé là mất là trong cái lúc mà cái năm mà sinh bé ra luôn hả bà? Thì sinh bé ra là được 1 năm rưỡi là bố cháu chết. Dạ. Sinh bé là năm 2004 rồi đến 2006 là bố cháu chết. Mất vì bệnh hay sao bà? Vì cái bọn côn đồ nó giết ấy, nó giết chết ấy. Chứ bố cháu chẳng bệnh gì. Dạ, năm đó là ảnh bác ba của bé là bao nhiêu tuổi? Mất năm bao nhiêu tuổi? À, bố cháu á. Dạ. Bố cháu mất là bố cháu 32. Dạ. Vâng. Mà bố cháu mất 13 năm nay rồi. Còn bà là nuôi cháu 15 năm nay rồi đây. Dạ, cháu là Nguyễn Phi Long, 15 tuổi. Vâng, Trần Phi Long ạ. À, Trần Phi Long, dạ. Vâng, Trần Phi Long năm nay cháu 15. Bố tên gì bà? Dạ. Bố bé tên gì? Bố là Trần Xuân Vân. Dạ, Trần Xuân Vân. Thôi mọi người hãy xem cận tay chân của Long co quắp lại hết trơn rồi. Trong khi miệng thì há ra. Chứng tỏ là bệnh ra rất là nặng. Mình có những cái giấy tờ mà khám bệnh chữa bệnh không bà? Của giấy bé. Tờ của bé. Dạ đúng rồi. Vui ơi. Vui. Giấy tờ khám bệnh của em đâu? Giấy tờ khám bệnh ngày xưa á. Bây giờ là cái bệnh não ấy gì? Cháu nằm như thế này ấy là bà phải lật. Chứ cháu không lật được. Dạ, bà phải lật lại. Cháu không lật được. Có cần lật cháu lại không được? Dạ không, để được, để tự nhiên nhất là được. Ở đây thì cháu có nhận được trợ cấp của địa phương không bà ha? Trợ cấp của địa phương á? Dạ. Thì cháu chỉ có cái chế độ của cháu khuyết tật. Vâng, dạ. Là có cái chế độ của cháu. Còn cái địa phương thì ít lắm, không có luôn. Kiểu như là hỗ trợ ngoài thì không có. Vâng. Cái này thì hình như mình chỉ lên khám cho cháu thôi mà. Nó cứ ốm là phải đi khám. Câu hỏi một cái là có khi nào mà mình chán nản quá mình muốn bỏ cuộc không? Dạ. Có khi nào mình chán nản quá mình muốn bỏ cuộc, mình không muốn, không có lo cho bé nổi nữa không? Không bao giờ. Thương cháu lắm. Giờ có hai bà cháu nương tựa nhau ha. Ai cũng động viên bà. Bảo là bây giờ cứ cho cháu đi cái trại nuôi dưỡng ấy. Bà già là chị bà làm gì thì bà nuôi cháu, nhưng mà bà không nỡ lòng nào, bà không nỡ lòng nào. Không giấy ra viện á, không thì ví dụ cái bệnh não. Đúng rồi, có cháu ruột của mình mà sao mà bỏ đi cho được. Bây giờ một mình trông cháu còn có sổ bảo đảm giấy ra viện này giờ không giữ nữa. Chứ còn đi đến cái chỗ ấy thì người ta làm sao người ta lo cho được đến nơi đi đến đó. Dạ, thì đây là cái thẻ bảo hiểm y tế của bé Trần Phi Long. Bảo hiểm y tế đây ạ. Đây là sổ khám bệnh nha. Đấy đang cười à? Biết cười, vui là cười. Con đang cười kìa. Vui là cháu cười đó. Nhưng mà cháu không nhìn thấy. Ừ. Vui là cháu cười. Với cháu nghe máy, ừ. Cháu kinh tai lắm. À, như vậy thì ngoài ngoại bài não ra thì em thấy cái đơn thuốc còn có cái bé còn bị sỏi mặt, viêm nha chu và táo bón nữa. Dạ. Thì tức là đủ thứ bệnh, đủ dạ. thứ bệnh chồng lẫn lên nhau. Dạ. Và do đó thì mỗi tháng tốn khoảng bao nhiêu tiền viện phí bà? Thì có đến đâu thì xài đến đấy bà chẳng nhớ. Dạ. Như là có tiền mới đi bệnh viện đúng không bà? Dạ. Đi thì đi bệnh viện ấy thì là cháu cũng có cái chế độ của cháu. Ừ. Dạ. Rồi một ngày mà hai bà cháu ăn uống làm sao? Cháu thì một ngày thì cháu 2 bữa sữa với lại 3 bữa ăn là cho cháu, cháu đọc ăn cháo thì cứ mua cái cháo dinh dưỡng cho cháu chứ cháu không ăn được cơm. Thế rồi ngày 2 bữa thuốc, rồi 2 bữa sữa, rồi 3 bữa cháo, rồi trái cây trái chung hay là có cái gì đấy thì là rồi cho cháu ăn. Vậy là tức là phải có người hỗ trợ chứ hai bà cháu đâu có thể nào mà lo nổi. Thì phải. Dạ. Thì cũng gọi là ký chú thôi. Chứ còn chủ yếu là gia đình phải lo. Dạ. Thôi bây giờ mình nói cái mong muốn lớn nhất của mình là gì đi bà? Dạ. Mình nói cho mọi người biết cái mong muốn của mình bây giờ, mong muốn hiện tại của mình bây giờ là gì? Cái mơ ước á. Thì cái mơ ước của bà ấy thì bà bây giờ bà nghĩ là này, tuổi thì cũng cao rồi mà cháu thì nó bệnh tật như vậy thì cái mơ ước mà giàu có sang ấy thì bà không có mơ ước đâu. Nhưng mà bây giờ bà chỉ mơ ước có một cái rằng là bây giờ làm sao chỉ có gọi là thường thường ăn tiêu hàng ngày hàng tháng cho nó đủ đi, có vậy đi. Bà bây giờ mơ ước cho nó giàu có lắm, giàu sang lắm mà chết có mang đi được đâu. Dạ. Thì bây giờ là chỉ có cái hiện tại đây làm sao mà cho nó đủ được cái sinh hoạt, nó không đến nỗi là nó thiếu thốn quá cho cháu thôi. Đấy. Dạ, như mọi người đã nghe thì đây là trường hợp của bé Trần Phi Long 15 tuổi ở Đức Linh, Bình Thuận. Sau khi bé sinh 1 năm rưỡi thì ba bị một cái biến cố, bị một cái tai nạn sâu sát với một nhóm người và đã tử vong. Người mẹ thì đã có một cuộc sống mới. Dẫn đến là bây giờ suốt 13 năm trời, 15 năm luôn chứ, 15 năm người bà đã 83 tuổi phải lo cho bé từng miếng ăn giấc ngủ và những cái viên thuốc khi mà đi bệnh viện. Dưới cái clip này thì em sẽ thông tin cụ thể về cái địa chỉ, cái hoàn cảnh, cái thông tin số điện thoại của hoàn cảnh này để cho mọi người có thể biết, và nếu bạn đồng cảm thì có thể chung tay hỗ trợ cả. Xin chào mọi người. Thôi bà ơi, con gửi cho bà mua miếng sữa cho cháu uống. Chắc tôi cháu nhiều vậy. Ngày nào bà cháu, bà ơi, bà lâu dài chứ đâu phải một ngày 2 ngày. Thì cháu chỉ giúp bà được một vài ngày thôi. Vậy là mong là bà sức khỏe. Đoàn của mình là ở hết người huyện ạ. Dạ, con thì con ở đây. Thế hả? Dạ. Vậy ở đây ở thôn mấy? Dạ, con là con ở trên gần bệnh viện Đức Linh. Nhưng mà con cùng họ Trần với anh Cang đây. Thì anh Cang là đưa vô đây, đưa vô cái ghép. Nhưng mà ôi không đâu hết rồi giờ. Cảm ơn nha. Được thôi, con chào bà ha. Con sẽ cố gắng con ghi nhận với lại con liên hệ thử với các mạnh thường quân hỗ trợ về cái phần sữa sùng cho bé chứ về cái bệnh này thì không biết là sữa làm sao. Dạ. Rồi thôi chào bà nha. Dạ chào bà. Dạ thôi được rồi. Dạ. Bà cũng không khỏe. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn lại còn cảm ơn lại nữa chứ. Đang cái chị nha. Ơi con đi cháu.